Khởi tố vụ án đánh nhau tại quán nhậu ở Bình Dương làm hai người tử vong. Ngày 18 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự nhiều đối tượng để điều tra hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng trong vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau làm hai người chết xảy ra đêm ngày 14 tháng 10 tại địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên. Theo hồ sơ điều tra, trong số 11 đối tượng có Lê Văn Thương, 27 tuổi và Lê Văn Mến, 29 tuổi, cùng quê Đồng Tháp, bị điều tra hành vi giết người, còn lại 9 đối tượng khác bị điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, khoảng 21 giờ 10 phút ngày 14 tháng 10, hai nhóm thanh niên do mâu thuẫn trong giao tiếp, ứng xử đã đánh nhau tại quán nhậu Tân Khánh, ở tổ 2, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh. Vụ việc khiến hai người chết và một người bị thương. Ngay sau khi nhận thông tin, công an địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh, phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo khẩn trương truy xét vụ việc. Qua đó nhanh chóng tạm giữ đối tượng và mời những người có liên quan đến vụ việc để lấy lời khai phục vụ điều tra. Ngay trong đêm, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường chỉ đạo trực tiếp các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên tích cực điều tra, truy bắt nhanh các đối tượng gây án. Các đối tượng bị tạm giữ gồm Lê Văn Mến, sinh năm 1993, Lê Văn Thương, sinh năm 1995, Lê Văn Nhớ, sinh năm 1997, cùng quê tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Văn Nhanh, sinh năm 1989, quê tỉnh Trà Vinh, Trần Mộng Cầm, sinh năm 1987, Huỳnh Hoàng Liệt, sinh năm 2001, cùng quê tỉnh Cà Mau, Lâm Thị Kiều, sinh năm 1989, quê tỉnh Kiên Giang. Đối tượng Lê Văn Thương được xác định là đối tượng chính trong vụ án. Hai người chết được xác định là Nguyễn Hùng Lý, sinh năm 2004 và Phan Gia Huy, sinh năm 2002, cùng quê tỉnh Bình Dương. Theo cơ quan điều tra, hiện còn một đối tượng liên quan vụ án tên là Thuận, chưa rõ lai lịch, bạn của Mến, đang bỏ trốn. Sáng ngày 18 tháng 10, trong một vụ án khác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ, khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 16 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Trần Quốc Phong, Phong Cần, sinh năm 1976, trong lúc hát karaoke ở khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh xảy ra mâu thuẫn với Phạm Văn Đẹp, sinh năm 1986, là bạn của Lâm Thành, Từ Hên, sinh năm 1987, cùng trú tại huyện Phú Giáo. Sau đó, Lâm Thành điện thoại cho Phong hỏi chuyện, Phong đã thách thức Thành và hẹn đến một quán nhậu ở khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh để giải quyết mâu thuẫn. Tiếp đó, Phong gọi điện cho đồng bọn từ thị xã Bến Cát mang theo hung khí đến huyện Phú Giáo để gặp nhóm của Thành. Lúc này, nhóm của Thành cũng chuẩn bị người và hung khí để gặp nhóm Phong. Khi đến điểm hẹn, hai nhóm sử dụng hung khí, bình xịt hơi cay, chai bia xông vào đánh nhau, khiến người dân xung quanh lo lắng. Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an huyện Phú Giáo đã đến hiện trường kịp thời trấn áp, khống chế các đối tượng trên. Sau đó, công an huyện Phú Giáo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và địa phương bạn đồng loạt ra quân truy xét, triệt xóa hai nhóm tội phạm này, tiến hành bắt tạm giam, khám xét chỗ ở của các đối tượng, thu giữ nhiều hung khí. Công an huyện Phú Giáo đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm triệt xóa các nhóm đối tượng hoạt động trên địa bàn.